chào quý vị và các bạn. Mời quý vị các bạn cùng đến với bản tin 18 giờ 30 phút chiều nay, thứ sáu ngày 12 tháng 1 năm 2024 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên, cùng với những tin tức thời sự cập nhật. Công tác kiểm tra của Đảng phải đi trước một bước để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các vi phạm. Đây là nhấn mạnh của đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên tại hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 do Tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức sáng nay. Năm 2023, công tác kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật Đảng tại tỉnh Hưng Yên được tăng cường, đổi mới, tập trung hơn vào những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm tiêu cực như đầu tư công, quản lý tài chính ngân sách, đấu giá, đấu thầu, đất đai, xây dựng, quy hoạch công tác cán bộ. Cấp ủy các cấp đã thi hành kỷ luật 15 tổ chức đảng và 355 đảng viên. Ủy ban kiểm tra các cấp thi hành kỷ luật 2 tổ chức đảng, trên 100 đảng viên. Về nhiệm vụ năm 2024, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa yêu cầu tiếp tục thực hiện phương châm giám sát phải mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực. Việc thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng tiêu cực lãng phí, công tác cán bộ và kê khai tài sản thu nhập. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên vừa ký quyết định xử phạt hành chính đối với 42 thanh niên thuộc 18 xã vì hành vi trốn khám nghĩa vụ quân sự. Ngoài các xã Đặng Lễ Hồng Quang và thị trấn Ân Thi, 18 xã còn lại đều có thanh niên bị xử phạt. Đó là 42 thanh niên có hành vi không có mặt đúng thời gian, địa điểm kiểm tra, khám sức khỏe ghi trong lệnh gọi kiểm tra, khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự của chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự cấp huyện theo quy định của luật nghĩa vụ quân sự mà không có lý do chính đáng. Mức phạt đối với mỗi thanh niên là 11 triệu đồng. Đây được xem là biện pháp mạnh tay cứng rắn của huyện Ân Thi trong công tác tuyển quân nhằm răn đe, ngăn chặn, hạn chế thấp nhất các trường hợp vi phạm, tạo sự nghiêm minh, công bằng trong thực hiện luật nghĩa vụ quân sự tại các địa phương. Nhận thấy tầm quan trọng từ các mắt camera của người dân địa phương, giúp lực lượng công an triệt phá nhiều vụ trộm cướp, gây rối trật tự công cộng. Thời gian tới, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên sẽ đầu tư lắp đặt hệ thống camera trên địa bàn huyện. Năm 2024, huyện Phù Cừ sẽ triển khai lắp đặt khoảng 130 mắt camera với tổng mức đầu tư gần 20 tỷ đồng từ nguồn vốn của huyện. Các mắt camera an ninh được lắp đặt tại khu vực có mật độ dân cư qua lại đông như ngã tư phố Cao, chợ đầu mối Trần Cao, các ngã tư đèn xanh đèn đỏ, các tuyến đường liên xã liên thôn, góp phần giảm thiểu tình trạng đổ trộm rác thải, đốt rác và giúp lực lượng công an triệt phá các vụ việc nổi cộm trên địa bàn huyện. Hiện chủ đầu tư đang khảo sát các địa điểm lắp đặt camera do việc thi công hệ thống hạ tầng, đường xá giao thông vẫn đang triển khai. Dự kiến cuối năm 2024, toàn bộ hệ thống camera an ninh sẽ được đưa vào vận hành, hoạt động. Làng nghề truyền thống giò chả thị trấn Trai Trang, huyện Yên Mỹ thu hút trên 40 hộ làm nghề. Càng gần đến Tết Nguyên đán, các cơ sở sản xuất nơi đây càng thêm nhộn nhịp. Giò chả Trai Trang hiện đã được xuất bán ở nhiều tỉnh và thành phố trên cả nước. Trung bình một hộ một ngày sản xuất từ 30 đến 100 kg các sản phẩm giò chả với giá bán từ 120 đến 230.000 đồng một kg. Để sản phẩm đạt chất lượng, các hộ phải lựa chọn nguyên liệu đầu vào là thịt lợn hoặc thịt bò tươi ngon, nước mắm nguyên chất và đặc biệt không sử dụng chất bảo quản. Hiện tại các hộ đã nhận được đơn đặt hàng cho thị trường Tết Nguyên đán. Mỗi ngày, mỗi hộ sản xuất từ 3 đến 7 tạ và bắt đầu làm nhiều từ ngày 22 tháng Chạp tới. Tiếp tục với các tin tức đáng chú ý khác. Các hãng hàng không như Vietnam Airlines, Vietjet đã bắt đầu nhận chuyển cành đào, cành mai trên các chuyến bay nội địa Tết năm 2024 kể từ ngày 11 tháng 1 đến ngày 24 tháng 2 năm 2024, tức ngày 1 tháng Chạp âm lịch năm Quý Mão đến ngày 15 tháng Giêng âm lịch năm Giáp Thìn. Theo quy định của hãng bay, cành đào cành mai cần được buộc thành bó kích thước mỗi bó tối đa 150 x 40 x 40cm và không quá hai cành. Mỗi hành khách được mang theo một bó đào hoặc mai dưới dạng hành lý ký gửi với điều kiện chỗ đã được xác nhận trước trên các chuyến bay nội địa. Mức giá cước vận chuyển là 450.000 đồng một bó chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Các hãng cũng lưu ý sẽ không nhận vận chuyển các loại cây cảnh, cây hoa và các loại cây khác có chậu bọc bầu đất dưới dạng hành lý ký gửi. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát, không để xảy ra tình trạng đốt rơm rạ, đặc biệt là tại các khu vực gần quốc lộ, tỉnh lộ, sân bay Nội Bài. Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cần tăng cường các biện pháp quản lý nhà nước đối với hoạt động đốt rơm rạ ảnh hưởng tới môi trường, tổng hợp danh sách các huyện có tỷ lệ đốt rơm rạ cao gửi về Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố để đăng tải công khai trên cổng thông tin điện tử. Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố cơ chế chính sách khuyến khích và hỗ trợ các mô hình sản xuất kinh doanh sử dụng rơm rạ làm nguyên liệu đầu vào của quá trình sản xuất hàng hóa. Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu đề xuất các công nghệ phù hợp phục vụ việc thu gom, vận chuyển và các biện pháp để xử lý rơm rạ
theo hướng thân thiện môi trường, đảm bảo sức khỏe cộng đồng. Một đường dây sản xuất, phân phối sữa bột, thực phẩm và thực phẩm chức năng kém chất lượng vừa bị triệt phá. Đây là đường dây có quy mô lớn với mạng lưới trên toàn quốc. Kiểm tra một kho hàng của công ty cổ phần sản xuất thực phẩm công nghệ cao NTC3 Food ở Hà Nội, lực lượng chức năng phát hiện nhiều loại sản phẩm như sữa bột dinh dưỡng cho trẻ em, thực phẩm thảo dược, thực phẩm chức năng, trang thiết bị y tế. Thông tin ban đầu, hầu hết các sản phẩm đều có chất lượng kém so với công bố. Doanh nghiệp có giấy phép hoạt động từ năm 2019. Các xưởng chủ yếu tại huyện Gia Lâm và Đông Anh, Hà Nội hiện đã ghi nhận hiện tượng tẩy xóa hạn sử dụng của nhiều sản phẩm do nước ngoài và trong nước sản xuất. Tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 11 tháng 1, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng đã thông tin thêm về vụ việc cảnh sát Ireland mở cuộc điều tra nạn buôn người sau khi 14 người nhập cư trái phép, trong đó có 3 người Việt Nam, được cho là tìm thấy trong một container đông lạnh tại cảng Rosslare. Theo thông tin mới nhất của Đại sứ quán Việt Nam tại Anh vừa cung cấp, các cơ quan chức năng sở tại đã thông báo có 3 người được cho là 3 công dân Việt Nam trong vụ việc. Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Anh và Bắc Ireland đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại để xác minh nhân thân, sẵn sàng có các biện pháp bảo hộ công dân cần thiết. Chuyển sang phần tin quốc tế. Theo kế hoạch, nữ hoàng Margaret của Đan Mạch, vị quân chủ còn sống có thời gian tại vị lâu nhất châu Âu, sẽ chính thức thoái vị vào ngày 14 tháng 1 tới đây, sau 52 năm trị vì. Đây được coi là sự kiện lịch sử khi lần đầu tiên xảy ra tại Đan Mạch sau gần 900 năm. Nữ hoàng Margaret, 83 tuổi, lên ngôi năm 1972, trở thành người tại vị lâu nhất ở châu Âu sau khi nữ hoàng Anh Elizabeth đệ nhị qua đời hồi tháng 8 năm 2022. Đến tháng 7 năm 2023, bà cũng trở thành vị quân chủ tại vị lâu nhất trong lịch sử Đan Mạch. Thông báo thoái vị được nữ hoàng Margaret bất ngờ đưa ra trong bài phát biểu đêm giao thừa truyền thống, được phát trực tiếp trên truyền hình với gần 6 triệu người theo dõi. Như vậy, Thái tử Frederick, 56 tuổi, sẽ kế vị mẹ mình và lên ngôi vua, trở thành vua Frederick. Điều này đồng nghĩa công nương Marie Donaldon, 51 tuổi, vợ Thái tử Frederick sẽ trở thành hoàng hậu Mary. Vương tôn Christian, con trai cả của vua Frederick và hoàng hậu Marie sẽ được phong thái tử. Tình trạng ô nhiễm trong nhà thường tồi tệ hơn ô nhiễm ngoài trời. Đây là kết luận trong báo cáo được công bố trong dự án nghiên cứu dữ liệu chất lượng không khí kết nối toàn cầu đầu tiên của Dyson. Nghiên cứu thu thập dữ liệu từ hơn 2,5 triệu máy lọc không khí được kết nối với ứng dụng MyDyson ở gần 40 nước trên thế giới trong giai đoạn từ năm 2022 tới năm 2023. Xác định hai loại chất gây ô nhiễm là PM2.5 và hợp chất hữu cơ dễ bay hơi VOC. Theo nghiên cứu, mức độ PM2.5 trong nhà trung bình hàng tháng của tất cả các nước trong khảo sát đã vượt quá khuyến nghị mức phơi nhiễm dài hạn của Tổ chức Y tế Thế giới WHO trong ít nhất 6 tháng trong năm. Trong khi đó, VOC là những chất gây ô nhiễm không khí có thể phát ra từ hoạt động như dọn dẹp nhà cửa hoặc nấu ăn bằng ga, cũng như từ các sản phẩm như thuốc khử mùi và thuốc xịt cơ thể, nến, đồ nội thất và đồ ngoại thất. Ở hầu hết các nước được nghiên cứu, nồng độ PM2.5 trong nhà cao nhất vào ban đêm và buổi tối khi hầu hết mọi người ở nhà thay vì nơi làm việc hoặc trường học. Vào tháng 2, hầu hết các quốc gia đều trải qua khoảng cách lớn nhất giữa PM2.5 trong nhà và ngoài trời. Các nhà nghiên cứu cho rằng việc tổng vệ sinh thường xuyên là một trong những phương pháp hiệu quả giúp giảm lượng bụi mịn trong nhà. Một buổi biểu diễn Fresh Mod trên nền nhạc salsa sôi động ngay trên đường phố Cuba. Khung cảnh hấp dẫn này là hoạt động chào mừng lễ hội khiêu vũ quốc tế có tên gọi là Ballet xuyên biên giới, lần đầu tiên đến với đảo quốc Caribe. Người dân Cuba đã cùng hòa nhịp với các vũ công chuyên nghiệp trong một buổi biểu diễn đường phố chào đón lễ hội Ballet xuyên biên giới. Lễ hội kéo dài 5 ngày, quy tụ các vũ công đến từ khắp nơi trên thế giới với nhiều hoạt động thú vị như các lớp học khiêu vũ nâng cao và một cuộc thi khiêu vũ. Ballet xuyên biên giới được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2017. Đến nay, lễ hội vẫn hoạt động với tôn chỉ bảo tồn và thúc đẩy trao đổi văn hóa và sử dụng khiêu vũ như một ngôn ngữ bởi sự thấu hiểu, công bằng và hòa bình. Quý vị và các bạn thân mến, hình ảnh vừa rồi đã khép lại bản tin 18h30 phút chiều nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.